Cô thân chào các bạn tuổi Tân Mùi 1991. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng cuối năm Quý Mão. Thì trước khi vào chủ đề thì chúng ta phải nhắc lại cái người tuổi Tân Mùi này có như thế nào. Ở giai đoạn đầu đời của các bạn đó, các bạn có khó khăn. Tại vì cái tuổi của mình ở giai đoạn đầu đời nó có cái phần sinh xuất. Qua được cái phần qua cái giai đoạn ngoài 20 mấy rồi á, qua trên 30 á, thì các bạn có được cái sự thuận lợi. Còn ở giai đoạn trẻ, đa phần các bạn gặp những cái khó khăn ở trong cái cuộc sống. Về kinh tế, gia đình mình có nhiều cái không được thuận lắm. Cho nên cái tuổi trẻ của mình có những cái chúng ta phải vật lộn với cuộc sống. Chúng ta phải phấn đấu nhiều trong cái cuộc sống để mà chúng ta được vươn lên. Nhưng mà khi chúng ta vươn lên rồi thì nó sẽ được cái sự bình ổn. Còn cái tuổi của các bạn là cái tuổi Mùi, là những cái con dê rất hiền lành, những cái con dê mà biết thương yêu mọi người, biết quan tâm đến gia đình, biết nhường cơm rẻ áo, rất lo lắng về việc mà hiếu đạo. Thì cái người tuổi Mùi á, đa phần là chu toàn lắm. Các bạn biết quan tâm không những cha mẹ mà họ hàng, rồi cả về tổ tông. Vẫn những người tuổi Mùi là những cái con người hiếu đạo. Mà thêm phần cái tuổi Đinh Mùi, nó có cái vận niên cuộc đời của mình là dê đắc lộc, nghĩa là cái con dê nó được hưởng lộc, nghĩa là cái vận mạng cuộc đời của mình nó được, đa phần nó được cái sự ân phước của tổ tiên, của ông bà. Thì chúng ta được cái sự đó rồi, được cái sự bình an, được cái sự may mắn rồi, thì bây giờ muốn được mà hưởng dài lâu á, thì chúng ta nhồi đi, chúng ta làm tiếp cái công quả. Thì ở cái giai đoạn mà hai mấy ba mươi chúng ta làm tốt thì nó sẽ được tốt đẹp cho mình cả cái cuộc đời nha các bạn. Còn tuổi của các bạn có mệnh là mệnh thổ, cho nên có con người của các bạn cũng rất là hiền lành, cứng rắn. Người ta muốn ăn hiếp bạn thì cũng hơi khó. Các bạn cũng cương trực lắm, các bạn cũng khôn ngoan và lanh lẹ lắm. Nhưng mà mình không thích đấu đá, mình yêu chiến, mình yêu hòa bình, mình không thích chiến tranh. Đó là điểm nổi bật của những người tuổi Mùi. Bây giờ cô nói vào trong cái tháng 10. Cái tháng 10 á, là tài lộc của các bạn là không tốt mấy nha. Mình nó là có tiền có bạc, nhưng mà mình sẽ có cái nhiều cái việc để mà mình chi ra về vấn đề ân về nghĩa. Hôm nay thì có thể là đám cưới, rồi đám hỏi bà con bạn bè, nhiều cái việc mà chúng ta phải vì nghĩa vì ân mà chúng ta phải chi cái đồng tiền của mình ra. Cho nên mình có đồng tiền nhưng mà mình phải chi ra vì trách nhiệm, vì cái bổn phận của mình. Trong cái tháng 10 á, thì vậy, cái chuyện như thiên thời địa lợi của các bạn nó tốt đẹp. Vì đây là cái tháng mà hợp tuổi cho các bạn, cho nên mình dễ gặp được những cái chuyện tốt đẹp, vui vẻ đến với mình. Nhưng các bạn cần chú ý cho cái vấn đề sức khỏe. Vì sức khỏe của mình là nó cũng trong tháng này nó không được tốt, thì cần cẩn trọng. Còn về gia đạo của bạn nam, ở trong tháng có những cái chuyện hơi lục đục mà do tác động ở bên ngoài, thì chúng ta cần bình tĩnh. Chúng ta đừng nghe tin gà tin vịt, chúng ta đừng có bóp chớp bộp chợp mà chúng ta nghe người ta nói xấu cái gia đình mình, rồi mình về mình quạnh hẹ đi với vợ với con mình, gây ra cái sự bất hòa ở trong cái gia đình mình, nó không tốt nha các bạn. Rồi nữ thì lại được cái sự vui vẻ, được cái sự thuận lợi, ấm êm hạnh phúc trong cái gia đạo của mình. Qua đến cái tháng 11 thì
cái công việc về tài chính của các bạn nó ở cái mức độ bình hòa. Nhưng mà mình cũng phải cẩn trọng một chút. Nó bình hòa ở cái mức độ mà không phải mấy cái nhiều cái điện tốt đẹp lắm, cho nên chúng ta cần cẩn trọng. Còn về cái công việc làm, cái chuyện đối nhân xử thế của các bạn ở trong cái tháng 11 và tháng 12 á, là nó có cái sự xung khắc. Mình dễ gặp những cái chuyện mà người ta chia ly, người ta nhắm vào mình, người ta có thể gây tổn hại cho mình về cái tinh thần, về vật chất. Đối với cái chuyện ở bên ngoài thì mình biết như vậy, thì mình cẩn trọng trong cái lời nói, trong cái hành động và suy nghĩ của mình. Mình cố gắng làm những việc tốt, càng hay, để tránh đi những cái xui rủi của mình ở trong cái hai cái tháng 10 và tháng 11 nha. Tháng 11 và tháng 12. Còn về sức khỏe của bạn thì cô nói luôn, thì tháng 11 và tháng 12 nó được tốt đẹp, nó thuận lợi cho các bạn. Còn gia đạo của bạn nam tiếp tục là những cái chuyện buồn bực ở trong cái tháng, mà qua đến tháng 12 nữa cũng bị như vậy nữa. Nhìn chung lại, nam nó là 3 tháng liên tiếp thì các bạn phải cẩn trọng từ lời ăn cần, lời tiếng nói đối với cái người bạn đời của mình, đối với gia con cái của mình. Tại vì cái màu sắc 3 tháng liên tiếp nó không được vui vẻ, không được thuận lợi. Nữ thì trong cái tháng 11 gia đình được yên ấm, hạnh phúc, vui vẻ. Qua tháng 12 thì có cái chuyện buồn bực ở trong cái vấn đề tình cảm gia đạo của mình ở tháng 12 nha các bạn nữ. Rồi tiếp là cô nói lại đến cái tháng 12 á, thì tài lộc của các bạn có nhiều cái khó khăn. Mình làm ăn nó có phần khó khăn, nó không được thuận lợi lắm. Cho nên chúng ta phải có cái mức điều chỉnh, điều tiết về cái đồng tiền của mình, để cho ta cân bằng ở trong cái cuộc sống. Nhất là ở trong cái tháng cuối năm, chúng ta dễ gặp những cái điều khắc kỵ về tài lộc. Thì bài chia sẻ cho các bạn về 3 tháng cuối năm của cái năm Quý Mão đến đây là hết. Thì gom lại là các bạn nhớ nha, là nữ nam thì cần chú ý nhiều về vấn đề giao tế trong cái vấn đề gia đạo của mình nha. Cuối cùng thì cô chúc các bạn cùng gia đình được vui vẻ và mạnh khỏe.